Rồi, đang chạy đúng Ok, thấy ạ. Xin chào mọi người. Thì chúng ta lại gặp nhau trong cái meetup của tháng này. Thì rất là rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để tham dự cái event online của cộng đồng chúng ta. Thì rất là trân trọng những mọi người đã dành thời gian quý báu trong cuối tuần để tham dự, để học hỏi lẫn nhau, kết nối với nhau trong những cái sự kiện của cộng đồng. Thì trong tháng này thì chúng ta sẽ trong cái lần này thì chúng ta em sẽ nói về giới thiệu về một số cái hoạt động của cộng đồng, rồi những cái mình sẽ làm những gì tiếp theo. Và tuần này thì chúng ta có anh Tuấn Đinh đến từ Dia Central. Anh Tuấn là một chuyên gia về Dynamics 365 ERP. Anh Tuấn có rất nhiều kinh nghiệm trong mảng ERP. Mọi người có câu hỏi gì thì lắng nghe và câu hỏi cho anh Tuấn nha. Thì về cái chapter meetup của cộng đồng chúng ta thì hàng tháng sẽ diễn ra từ tuần thứ hai đến tuần thứ ba. Trong trong cái tuần hai tuần ba thì sẽ linh động trong khoảng 2 tuần đó. Thì tụi em đang cố gắng cho cố định một cái khoảng thời gian nào đó cho chính cho cụ thể để mọi người có thể dễ sắp xếp hơn, nhưng mà cái này cũng còn phải phụ thuộc vào speaker và nói chung là cái khâu chuẩn bị cũng chưa có được trơn tru lắm, cho nên là team cũng đang cố gắng để cải thiện cái phần này. Sau đó thì sau cái phần thuyết trình của anh Tuấn thì sẽ có em sẽ update một số cái thông tin về về cộng đồng, về những cái thông tin về trong cái Dynamics 365 và Power Platform. Rồi trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái gì và chúng ta sẽ có một cái phần Q&A nhỏ. Thì trong trong cái meetup lần này thì cái chương trình là sẽ là anh Tuấn tiếp theo sau đây sẽ anh Tuấn sẽ trình bày về Dynamics 365 Business Central. Thứ hai là sẽ cập nhật với mọi người, em sẽ cập nhật với mọi người về một số cái thông tin mới và những cái hoạt động mới và những cái hoạt động sau này sẽ có những gì nữa. Và cuối cùng là sẽ có Q&A của em. Còn cái Q&A của anh Tuấn thì anh Tuấn sau khi cái phần thuyết trình của anh Tuấn xong thì anh Tuấn sẽ có phần Q&A. Mọi người đặt câu hỏi cho anh Tuấn nha. Rồi anh Tuấn, anh có đó không anh? Anh bắt đầu được rồi anh. Alo anh Tuấn. Anh Tuấn ơi. Mới đây đâu mà mất tiêu anh. Hello, À I am you, ok. Rồi I anh bắt đầu am nha anh. Cảm ơn anh. Ok. Ok, mọi người nhìn thấy màn hình của mình chưa ạ? Dạ chưa anh. À rồi, dạ thấy rồi. Theo được phân công thì hôm nay tôi trình bày một session nhỏ về Microsoft Dynamics 365 Business Central. Thì thực ra cái này nó cũng overview thôi, nhưng mà anh em mình từ từ đi từng bước một, thì cái kết quả cuối cùng á, là mình nhìn thấy được cái sản phẩm, cái solution của mình, và nó có một cái take away, tức là sau cái meeting ngày hôm nay á, mình sẽ nghĩ xem rằng là với cái yêu cầu của mình làm sao để đáp ứng được cái demand của customer một cái cách tốt nhất, cái yêu cầu customer cách tốt nhất ngay từ cái lúc trước trong khi triển khai và sau khi triển khai cái giải pháp này cho doanh nghiệp, cho khách hàng. Okay. Thì cái này nó đơn giản, cái topic chỉ có tên rằng là cái portion overview thôi, nhưng chứa đựng nó là cái nội dung bên trong. Có mình expect là sẽ có nhiều cái các bạn get được và chia sẻ nhau được nhiều hơn. Thì cái content á, mình focus vào ba cái nội dung chính. Cái chính nhất á, vẫn là cái nội dung thứ hai, đó là Business Central.
Cái nội dung đầu tiên á là mình lướt qua chút về cái bộ sản phẩm Dynamics 365 của Microsoft. Và cái cuối cùng á, sau khi nhìn được cái bộ sản phẩm đó và nhìn vào một cái sản phẩm cụ thể đó là Business Central, mình giờ anh em mình gọi là BC cho nó nhanh, thì mình sẽ có một cái question á, là làm sao á, mà mình đáp ứng được cái yêu cầu khách hàng. Ở trên đây ghi chữ là Rapid Change Demand, tức là cái yêu cầu khách hàng là nó luôn luôn thay đổi đấy, tức là nói chung là nó khác đi so với hiện trạng lúc ban đầu ấy, thì làm sao mình manage nó, không những mình manage của nó mà mình còn phải fulfill được cái demand của khách hàng nữa, đáp ứng cái yêu cầu khách hàng nữa. Đó là cái nội dung trình bày ngoài hôm nay. Thì nội dung thì đơn giản mình, nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì ít thôi, nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta nên 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 cho nó làm cái là cũng khá quan trọng khi mình tiếp cận bất kể sản phẩm nào. Thì cái đối tượng á, của các bạn anh em mình ngồi đây á, là toàn những người á, là có kinh nghiệm lâu năm rồi, đã từng làm cái BC hoặc là làm cái sản phẩm trong vòng 36 năm thì anh em mình mới ngồi đây quan tâm với nhau. Cho nên là mình đánh giá là mình đang nói chuyện với những người mà đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Nhưng cũng thú thực là kinh nghiệm thì anh em mình share với nhau thôi, nó cũng có thông qua những cái buổi như thế này. Cho nên là cứ hiểu đây là cái chia sẻ với anh em với nhau, thoải mái trao đổi nhé. Đó, mình sẽ learn được nhiều các bạn từ nhiều nhiều vấn đề thì ok. Giờ mới đi vấn đề thứ nhất. Vấn đề nhất là mình nói về cái dòng Dynamics 365 App Application. Nhiều lúc gọi app nhưng mà thực ra mình nghĩ nó là một sản phẩm hoàn thiện đấy các bạn, chẳng qua cách gọi thôi. Thì đi từ trái qua phải, mình nhìn vô á, thì mình sẽ có cái đây là cái bộ 365 app này. Bộ 365 app này là focus tới là các cái solution cho doanh nghiệp, cho business. Thì đây là marketing, đây là sale, customer service, customer insight, customer invoice, field service. Là 6 cái đầu này thường thường á, là mình liên hệ tới cái CRM ngày xưa. Thật ra bây giờ nó không còn hẳn như vậy, nhưng mình để liên hệ với cái cũ để hình dung ra thì mình liên hệ với cái CRM ngày xưa. Cái finance và supply chain và cái commerce, cái human resource, nó là cái AX cũ ấy, nó bẻ ra thôi, nó tách ra. Cái commerce này chính là cái retail ấy, cái human resource thì anh em hiểu rồi, nó trước nó bẻ ra, nó đặt thành Microsoft Talent, bây giờ nó quay về human resource, nó tên thôi nhưng mà bản chất là như nhau. Thì cuối cùng mình focus vào mình đang nói là cái sản phẩm Business Central. Business Central này các bạn nhìn trên cái hình các bạn thấy là nó focus là nó include cả cái finance, cái supply chain. Thậm chí nó có cả human resource, nhưng mà cái human này ở trong cái business nó yếu lắm. Nói chung là chả dùng được cái gì, cho nên là mình coi những như không có. Thì như vậy á, cái thằng business này nó cover cả thằng finance, thằng supply chain. Nó chỉ thiếu cái là nó không có retail thôi, tức là nó không có cái thằng commerce này. Và nếu mà gộp lại á, cho cái bộ enterprise á, thì mình gồm có commerce, finance, supply chain, human resource. Và thằng này Microsoft tổ chức và nó gọi cũng hơi bị rối, nhưng mà thực ra cũng dễ hiểu thôi. Thì nó focus vào cái doanh nghiệp lớn á, là gồm có finance và operation chính là supply chain đó các bạn. Thì thằng business central này nó cũng include hai cái mảng đó, nó cũng finance and operation đó. Như vậy mình nhìn vô mình mới thấy là ngoài cái sáu cái sản phẩm đầu ban đầu này, còn lại chỗ này á, là dành cho enterprise và small middle business. Thì thằng business central này nó focus vào cái doanh nghiệp không phải là enterprise, tức là không phải là cái doanh nghiệp lớn. Mà lớn là như thế nào? Lớn là có nhiều góc đánh giá lắm, nhìn theo doanh thu hàng năm, rồi nhìn theo nhiều thứ, nhưng mà anh em mình trong nghề thì anh em mình nhìn theo cái số lượng người dùng là mình nghĩ là nó cũng khá là trung dung và nó rõ nét nhất. Thì business central là 500 người đổ xuống là đáp ứng phù hợp. Thế Microsoft khuyến cáo như vậy.
Đến chưa bao giờ mình triển khai hệ thống là tới 500 người hết. Đó. 500 người là 500 user ấy các bạn của PC nhé, chứ không phải là cái doanh nghiệp ấy gồm có 500 người đâu nha. 500 người dùng trực tiếp vào cái sản phẩm này. Dự phòng kế toán thì 10 người là nhiều lắm rồi. Còn sale cái thứ rất lung tung nữa. Tôi chưa bao giờ làm mà công ty nào mà tới 100 đó các bạn. Nói vậy anh em mình hình dung. Thì trong cái dòng Dynamics 365 application này á, thì giờ anh em mình đang phổ cập là cái Business Central. Còn cái Microsoft Power Platform á, là tại sao lại nói thêm ở đây? Đây là mấy cái tool rất là mạnh. Và nếu mà so với cái modern business á, hiện nay á, thì mình không thể thiếu được. Mình cũng không thể nói là mình không biết được, phải biết hết. Chỉ chờ có cái thằng Power Virtual Agent này là nó cũng mới định nghĩa lại rồi nè. Mình coi mình thực ra mình chưa dùng cái Power Agent này bao giờ. Nhưng mà nói chung là nó cho mình thấy được cái picture của chuyển đổi số á. Nó nói vậy thôi mà mình cũng không, cái này thì mình không biết. Nó, cái Power Agent này là mình không có rành, không biết. Còn ba cái này thì mình có dùng qua thì mình thấy là bắt buộc phải biết. Anh có là cái role nào trong cái công ty triển khai thì anh cũng phải biết nó, biết nhiều biết ít thôi. Nhưng mà đặc biệt là anh đã làm nó Business Central, anh phải biết nó. Anh biết nó làm được cái gì, khả năng nó tới đâu, và so sánh với các sản phẩm cùng loại thì nó như thế nào, nó khả năng của nó hơn rồi, hay là dở cái gì, và nó tương tác với lại những cái sản phẩm còn lại, ví dụ marketing, sales, customer insight, customer voice, field service làm sao. Đó. Mình đặt một cái sân, ví dụ bây giờ có một công ty, cũng ít người làm vậy lắm, nhưng là lấy ví dụ có một công ty đi mua cái retail của Microsoft mà trong khi đó lại đang xài Business Central. Đang xài Business Central mà lại giờ muốn triển khai các mảng retail đi mua cái commerce của Microsoft. Vậy thì bây giờ mình làm ăn làm sao? Đấy, nếu mình không hiểu thì mình khó mà tư vấn cho khách hàng được. Đó, mình sẽ bảo họ là đưa đây tôi làm cho, hay là mình phải bảo họ là qua EOS Retail cái thứ mua đi. Đó, cho nên là kiến thức về cái tổng quan chỗ này là quan trọng. Thế cái vấn đề đó mình có cái slide này muốn Business Central, hoặc là mình đã biết đó rồi thì mình cái đầu tiên mình phải biết nó trong cái tổng thể, và đây là cái tổng thể của cái bộ sản phẩm cho business, nên mình phải hiểu cái ý đó. Ngẫm lại á, mình thấy á, nói Business Central á thì nó nhỏ, cứ nói đến small company là mình nghĩ nó nhỏ, nhưng mà capacity, cái khả năng của nó có nhỏ không, và cái feature của nó có hay không thì lại là một câu chuyện khác. Nhưng mà nếu nhìn ngay vào đây thì mình sẽ thấy rằng là Business Central nó cũng có sale, cũng có marketing nha các bạn, cũng có sale, có marketing, cũng có human resource, cũng có finance, có supply chain, gói hết trong đây luôn. Tại sao vậy? Nó không bẻ ra mà lại gói hết vào. Lý do là họ muốn là một solution thôi, one solution mà for all, thay vì khác với lại cái thằng enterprise. Đó, lý do vậy thôi. Mình nhìn đây mình thấy là thằng Business Central nó cũng gồm có sale, cũng có marketing, cũng có sale, cũng có finance, có supply chain, cũng có human, nó có cả service order management nữa nha các bạn. Supply chain là gồm có nhiều thứ nhá, planning, sale, purchase và cả manufacturing nhá. Và là supply chain đó, tức là nó đầy đủ hết. Vậy thì business này đầy đủ hết, nghe giới thiệu có vẻ hay vậy, không biết thực ra bên trong nó nào, và nói hay vậy mà cũng dùng nó có hay hay không, thì cái chuyện đấy là anh em mình phải hiểu và phải manage được. Thì toàn bộ cái này á, nó đang phân chia các cái sản phẩm theo cái kiểu domain, tức là theo từng mảng một. Trong đó thằng Business Central là all. Chỗ này là mình thấy như vậy, Business Central là một giải pháp hoàn thiện đáp ứng tất cả các cái domain trong một doanh nghiệp. Đó. Nhớ nhìn tổng quan, và nó tương ứng với các sản phẩm trong cùng loại ở trong cái bộ 365 app này. Còn nó tương tác làm sao và nó feature nó tới mức nào thì mình khảo sát tiếp. Đó. Thế là nhìn theo mức độ là góc độ domain cái mảng. Còn á, hiện nay trên thị trường á, là nó gồm có phần mềm kế toán, giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và giải pháp cho doanh nghiệp lớn. Thì cho này á, anh em mình làm nghề lâu năm rồi, không muốn là giải thích cái cách nghĩa, nhưng ít ra anh em mình cũng chốt nhau lại cái khái niệm.
đó là cái phần mềm kế toán, là phần mềm kế toán thôi. Nó chỉ đáp ứng cái nhiệm vụ là record lại tất cả những cái record lại tất cả những cái transaction của doanh nghiệp ở góc độ kế toán thì nó gọi là accounting. Và doanh nghiệp cũng phải hoạt động trading gì đó, thì mình có giao thiệp với khách hàng rồi mua hàng của vendor thì mình có invoicing. Và nếu mà mình ở mức độ nào đó mình có hàng hóa đó, item đó, thì mình phải có những cái quản lý nhất định về những cái đó, về 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 inventory đó, thì nó gọi là basic stockkeeping. Basic là gì? Basic là tôi nắm được lượng và tôi nắm được giá trị. Giá trị về mặt kế toán, lượng về mặt kho. Đấy thôi, nó chỉ đáp ứng hai cái đó. Và khi tôi mua, tôi biết là mua của item nào, ở đâu, có bán như nào. Đấy là cái small business accounting. Nói chung nó là accounting, phần mềm kế toán đấy, là cái mảng đầu tiên. Đó, chỗ cái mảng này thì nó là doanh nghiệp, mình chưa nói to nhỏ gì hết, mình nói nó là cái mảng này là đáp ứng cho doanh nghiệp, chứ nó không phải đơn thuần là kế toán nữa. Đó, thì nó sẽ trải dài ra ngoài cái chuyện accounting basic ra, thì nó gồm có supply chain. Cái supply chain là một cái khái niệm hơi hơi bị rộng, thì mình cứ hiểu là supply chain là từ lúc cái material mình mua về cho tới lúc mình bán được hàng ra cho khách hàng. Đó, thì nó xuyên suốt cái đó là supply chain, nó có cho ở assembly là manufacturing cái thứ trong đó, còn warehouse management nữa. Đúng không? Nếu mà mình quản lý basic cái căn bản ấy, thì mình chỉ nắm được kho vậy thôi, chứ mình không sắp xếp, mình không tổ chức kho khoa học, mình không kho lớn. Thì kỳ thứ nhất là ví dụ kho vậy, thì mình Amazon là mình phải dùng cái khái niệm là warehouse management rồi mình mới quản lý được, nói đơn giản như thế. Và trong cái supply chain là đã có sale rồi đó các bạn, nhưng mà ngoài ra trong Business Central nó có cái nữa là customer relationship management. Cái này ít ít người để ý, thậm chí còn nghĩ là nó không có, nhưng thực ra nó nằm trong phần sale và marketing ấy. Nên các bạn, nó cũng 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 hay lắm đấy, nó cả một cái sales circle trong đó đấy, chứ không phải là đơn giản, và nó cũng automation được rất nhiều thứ liên quan tới phần sale. Nó project management thì gọi cho nó project để cho nó dễ hình dung ấy, chứ từ cụ thể của nó là job, cái module job trong Business Central. Cái business intelligence nó gồm có nhiều thứ, lúc nào mình rảnh anh em mình chia sẻ sau, nhưng mà mình hiểu như là nó là những cái hoạt động của doanh nghiệp mà nó mang tính tự động, các bạn, nó mang tính tự động, chứ theo đi dần này hơi khó hiểu, nó tự động, nó tự động theo cái model của mình. Cái service order management này, cái service order management này này là được hiểu như là mình bán hàng ra rồi, là mình bán hàng ra thì mình bảo hành, thì mình quản lý bảo hành như thế nào, rồi các phát sinh sửa chữa trong bảo hành mình quản lý làm sao. Thì đấy, cái service order management, cái này cũng hay, mà Việt Nam mình ít xài. Rồi có một cái là manufacturing, cái này là production, rồi sản xuất. Thế thì tới đây các bạn thấy là tới đây á, tới cái chỗ cái khúc này á, là nó đã cover hết tất cả các hoạt động của doanh nghiệp rồi. Như vậy còn khúc này là cái khúc gì? Khúc này là khúc gì? Mà tới đây thấy thằng Business Central đã cover rồi, vậy thì tới đây chấm dứt đi, còn nối thêm cái mẫu này nữa làm chi. Thì ở đây á, là người ta nhìn theo góc độ á, là cái enterprise, là cover tất cả những cái hoạt động của doanh nghiệp, nhưng mà nó enterprise á, là nó mang cái nó mang tính là group nhiều hơn các bạn, các cái công ty đa quốc gia, công ty mà có nhiều công ty con trong đó, rồi nó group lại có nhiều group lại trong trong cái một mớ công ty con đó, xong tổng thể của nó lại nhiều trên nhiều country, thì thường nó là corporation ấy, thì nó gọi là enterprise. Mà những cái đấy á, là nó có những cái đặc thù riêng, nó không chuyên biệt về một cái domain nào hết, mà nó chuyên biệt về góc độ, ở góc độ mà quản lý toàn cầu nhiều hơn đó. Ví dụ như là tôi supply chain ở Việt Nam là ok rồi, tôi supply chain ở Mỹ là ok rồi, nhưng mà giờ tôi muốn là tối ưu cái supply chain của bốn cái công ty của tôi ở trên toàn toàn cầu, thì cái supply chain này lúc này nó phải nhìn và phải manage ở một góc độ khác, cho nên là cái chỗ đấy nó gọi là complexity đó. Mình có làm cho trước, mình có làm dự án trong một cái công ty cũng 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 kiểu có cũng rất nhiều nước ở trên,
toàn cầu, và người ta phối hợp cái supply chain management này cũng 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 hay và thấy tối ưu lắm. Mình nghe thấy thì ghê gớm, như bản chất mình không biết là họ đạt được cái gì các bạn, chỉ biết là mọi cái nó smooth với nhau và nó tối ưu và nó tốt lắm, còn chỉ có người quản lý mới nhìn thấy được cái giá trị đích thực của cái chuyện đó thôi. Thì cái đó là cái complexity. Còn cái bên dưới thì thôi mình cũng cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà nói chung á, là ở ở các nước á, anh em không phải Việt Nam mình á, là người ta nhìn á, vấn đề á, là nếu mày không phức tạp á, thì có cái gì dùng đi, đừng có mà bôi ra nữa, đừng có mà xả xẻo vào nữa, thì nó không thích customize đâu. À, nhưng mà khi đã customize nó để nó làm rất là hoành tráng, và mình thấy cũng phải bỏ công customize chứ không phải customize lặt vặt như mình thêm cột thêm fill đâu. Thì chỗ ý của cái full customizable và programmable như vậy là nó lúc này nó phải có một cái IT in-house, chứ còn vendor thì phải là nhiều vendor, với một vendor không customize cho họ. Đấy, nó phức tạp mức độ như vậy. Như vậy ở góc độ này á, thì em mình mới nhìn thấy á, nếu mà lúc nào trong đầu mình có hai khái niệm của doanh nghiệp á, thì gồm có finance và operation. Finance là tài chính thôi, không có đúng nghĩa đen và đúng nghĩa bóng, không có gì khác hết. Finance là financial management. Và cái thứ hai á, là cái operation. Thì hai cái khúc này là business central đã cover rồi. Nếu mà AX hay là gọi là D3FO á, thì nó cũng cover, nhưng mỗi thằng ở một cái level khác nhau. Đó. Và cái thứ ba là cái chỗ này là cái chỗ complexity. Chút nữa mình sẽ nói thêm complexity ở cái một cái hình khác, các bạn sẽ chia sẻ với các bạn thấy nhìn nó rõ ràng hơn. Thì như vậy á, bên nãy á, là nhìn theo cái domain, ở đây á, là mình nhìn theo cái size. Size là gì? Size gì? Size á, là cái size của doanh nghiệp thôi. Nên mà thì mình chia ra là enterprise và không phải enterprise. Không phải enterprise tức là small hoặc medium. Cần thế nào là small, thế nào là medium đã mình nói rồi. Ở đây thì mình chỉ muốn chia sẻ là business central nó xài 500 user xuống. Chỗ này có question là nếu giờ tôi có 600 thì sao? Nào các bạn, em mình suy nghĩ coi. Mà 500 là 500 gì? User thì user nào? Nhiều lúc cái đấy là mang tính tương đối thôi ha. À, thì ở bên đấy là trên domain, ở đây nhìn góc độ theo theo cái mức độ của hoành tráng của doanh nghiệp, nói nôm na là như vậy. Như tới đây mình có cái kết luận là BC nó làm được mọi thứ trong doanh nghiệp. Còn có điều là giờ mình là vendor, mình cầm BC mình có làm được hay không thì đấy là câu chuyện của mình. Còn nó là theo cái gạch đầu dòng kiểu đó là nó làm hết, có gì nó không làm được. Rồi mình không dùng BC thì mình dùng D365FO, thì tại sao mình dùng nó thì mình phải nhìn vào cái độ complexity à, thì mình sẽ dùng hay không dùng. Bây giờ đấy là nói tổng quan, bây giờ mình đi thẳng vào trực tiếp vào cái sản phẩm của mình BC. Thì lúc nào mình focus vào hai mảng các bạn, financial management và operation. Operation là cover, gồm có nhiều thứ như mình vừa nói đó, cover giống như cái chỗ đây này, đây là operation, cover chỗ này. Có một vài con số chia sẻ các bạn là cái này mình update từ cái Asia Direction, nó biết sao đây mình ghi 18, hình như là 19 hay 18, copy qua copy lại nó thôi không chính xác, nhưng mà miễn là các năm trước á, năm trước đây á, năm 19 đổi trước á, người ta thống kê lại á, lúc người ta nâng tầm của BC lên là lúc ấy người ta công bố rằng là lúc đây là lúc tại thời điểm đó là cái cộng đồng BC á, BC tức là bao gồm cả NAP cũ và BCBR có 223.000 tức với 3.3 million user và trên 196 country. Đây là thống kê này, là thống kê từ từ Microsoft đó, và họ share trong cái Asia Direction. Asia Direction thường 2 năm vừa rồi là thường tổ chức bên Thái Lan đó. Hay lắm, đi cái Direction thì cũng hay lắm. Thì á, mình nhìn con số là 223.000 customer thì cái này là ai biết, chỉ có Microsoft biết thôi, họ nói thì mình công bố theo. Lượng là 3.3 million thì đối với mình chỉ nghĩ rằng là ồ, một cái cộng đồng xài cái sản phẩm quá là nhiều, vậy thì đâu đó anh em mình cũng có nhiều cơ hội để
phục vụ cái 3.3 mê này là đã ok rồi, chưa nói là cái số số mới, thấy cộng đồng cũng ngon. Đấy, đủ size đủ lớn anh em mình dọn vô. Nhưng 196 cần truy thì hiểu tí chỗ này, cái chỗ này thì con số này nó lại make sense với mình. Tức là 196 cần truy mà cả thế giới có bao nhiêu cần truy mình 200 bao nhiêu, đúng không? 196 vậy như nước nào về, như hay là câu này nói như là nước nào cũng dùng. Nhưng mà theo thực tế của mình á, mình thấy là châu Âu dùng nhiều các bạn. Các công việc liên quan đến PC, các cái job đó, liên quan đến PC á, người ta làm hết, người ta làm không hết, rất nhiều. Và rất nhiều bạn ở nước ngoài chia sẻ với mình là nhiều lắm, nên đó nhiều lắm, qua đó làm được mà nó gửi job vào cho làm được. Cho nên là mình mới thấy à, phần lớn ở châu Âu đấy, thấy 196 cần truy này, nhưng mà không phải là Microsoft hỗ trợ cả 196 cần truy đâu, đúng không? Thì các anh em làm biết rồi là nó chỉ có là hai mươi mấy nước thôi, 19 nước thôi là nó hỗ trợ phụ, tức là nó full Microsoft làm riêng cái product đó, focus vào hai khoảng 20 cái country, phần lớn là châu Âu đó. Canada với North America thôi, còn lại những country khác đó, đều xài bản W1 giống như anh em mình ở Việt Nam mà xài bản W1. Nhưng bây giờ tới PC Microsoft bỏ W1 rồi, không 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 nói tới khái niệm nữa, mà nói là giờ là for country, country nào. Đó. Cái này cũng là một cái cửa hay cho anh em mình làm vendor ấy. Thì hiện nay á, mình xài W1 đó các bạn. Nếu mà mình cẩn thận á, thì mình chọn cái bản W1 mà country là VN. Tại sao lại chọn country VN? Sau này nó sẽ hỗ trợ nhiều cái localization ở mức độ platform, tức là ở mức độ mà chỉ có Microsoft cho làm cho thì mình mới có thôi. Đó, chứ không phải mức application. Để chọn bản W1 nếu làm ở Việt Nam. Chia sẻ thêm tí chỗ này ở là các country. Nếu mà một công ty mà người ta là một tập đoàn đa quốc gia thì người ta có ở Pháp hay ở Đức thì người ta cũng chưa chắc đã xài cái bản PC của Đức hay PC của Pháp các bạn. Mà thường là người ta lại xài bản W1. Thế là thực tế khi mình tiếp xúc với những cái công ty như vậy, cho là người ta có cái bộ set, có customization, là người ta muốn triển khai nó worldwide thì bắt buộc người ta phải làm trên bản W1. Bởi vậy cho nên là lúc mà có khách hàng mà hỏi mình ấy, là mình phải để ý cái vụ này. Ví dụ có công ty Mỹ nó xài PC US, à, bây giờ mình tân đưa cái bản này mày về mày mày triển khai Việt Nam đi, mày có làm được không? À, thì lúc này mình lại nhớ đến 96 Vân Truy đâu đó ai nói anh em mình vụ này, à, nhớ thời điểm đó. Thì cái đấy là cái cần lưu ý ha. Rồi qua cái thứ hai nữa thì chữ nhiều đừng có đọc, mà chỉ quan trọng là mình nắm được ba cái key chính thôi. Cái doanh nghiệp nào cũng thế, nếu nó mà nói về product thì là nó phải, cái sản phẩm đó gọi ERP là nó phải kết nối được tất cả các mảng lại với nhau. Khi nó kết nối được tất cả các mảng lại với nhau, nó theo một process nào đó, nó tuân thủ theo một process nào đó của công ty đó phải nào đó, thì lúc này á là mình sẽ đạt được cái độ là mình sẽ control được nó, mình sẽ control được cái hoạt động của doanh nghiệp. Và khi cái hoạt mình đã control hoạt động của doanh nghiệp, tức là nó hoạt động theo đúng ý mình rồi á, thì cái kết quả nó, cái output nó ra, nó phải cho mình thấy được một cái, thấy được cái picture hay là thấy được một cái thông tin ở đó chứ, đúng không ạ? Thì á, mình phải làm sao á là mình phải nhìn ở đó để mình biết được rằng là cái gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra và sắp tới là cái gì, từ đó mình mới make decision được. Make decision tốt thì mình sẽ tạo lợi nhuận thôi. Hai cái này là hai cái hiển nhiên mà mình phải làm được. Cho dù mình có nói ra hay không nói ra thì trong đầu mình lúc nào cũng phải mang hai cái giá trị này lại cho doanh nghiệp khi mình triển khai cái sản phẩm. Đó là hai hai cái feature căn bản nhất. ERP nào cũng phải có, nhưng mà mình đang nói PC thì giờ mình focus vào PC thôi. Đó. Cái thứ ba nữa là có cái này, ngon ngon mà đi đừng có tắc. Ví dụ người trước đây là năm 2009 hay là 2011, 12 gì đó triển khai NAP, mà đến bây giờ qua PC mà tắc cự, bỏ đi đập đi, bây giờ mua làm lại PC mới, thì tức là nó không đáp ứng được cái tính phát triển từ bắt đầu từ cái lúc mình chọn NAP rồi. Đó, trước đây đến bây giờ PC là nhiều người tắc không biết làm sao.
Mình cũng có một vài khách hàng cũng cũng gặp trong tình trạng này. Họ là doanh nghiệp nhỏ làm sản phẩm thôi thì kêu về triển khai thì chạy đúng rồi thôi, chứ đâu có mấy ai nghĩ tới cái chuyện này, bởi vì là không nghĩ là công ty mình sẽ lớn như vậy, hoặc cũng không nghĩ là Microsoft bỏ nắp để có PC. Thì giờ làm sao để mình làm được cái chuyện này? Đây là cái đường dài mình phải tính, mà chỉ có anh em mình tính trước được thôi, chứ còn các công ty khách hàng là người ta phải có cái dòng ai phải có phòng IT chuyên nghiệp thì người ta mới nghĩ chuyện này, không chả ai nghĩ, chỉ có anh em mình nghĩ thôi. Thì đấy là mình phải đạt được ba cái ý này, là khi mình control được, mình nắm được ba cái ý này rồi á, thì mình triển khai cho khách hàng á, cách đây 10 năm hay cách đây 20 năm hay ngày nay hay hôm qua họ có thay đổi thế nào thì mình cũng rất là bình tĩnh. Nói cách khác là mình rất là tự tin, cứ gặp họ là vui, nghĩ là sẽ có tiền thôi chứ không lo lắng gì hết đó. Thì cái chỗ đó là những cái ý mà nói nôm na vậy, anh em mình chia sẻ với nhau đó. Mình phải có cái key trong đầu những cái vấn đề gì mình manage, đấy là mình chia sẻ vậy. Nếu chút bạn các bạn có thêm ý gì các bạn chia sẻ thêm ha. Đó, ba cái giá trị cốt lõi, ba cái ý cốt lõi không phải giá trị mà mình phải để ý tới. Còn đây là bắt đầu mình mới nhìn này, nhìn cái thằng PC này á, các bạn mới nhìn thấy cái hình đây, cái độ complex của nó, cái độ complex của nó. Thật ra cái hình này á là mình vẽ nó không có được đẹp lắm, mình không chuyên nghiệp. Thật ra mình vẽ bằng Excel các bạn đó. Thì á là cái này á là cái cách mình muốn mô tả cái độ các cái chiều, các cái dimension nhìn vào trong một cái sản phẩm hay là nhìn vào một cái business. Thì á, theo cái trục này á, đây là các module này, thì đây là các function. Ví dụ như cái gì global holding company, đây là một company nhé, mình focus vào company này. Thì á, mình chỉ khai bằng này module, thì đây là các chức năng của nó. Còn đây A1, A2, B1, B2, BC là những cái section của nó. Cái section ở đây á, là nó không có theo module mà nó theo cái business, tức là ví dụ là phòng kế toán này, phòng kinh doanh này, phòng back office này, cái gì gì đó, nó phân là các division như vậy. Thì đây những cái cột này như vậy ha, nó cắt dọc. Đây là đi theo trục chức năng, theo những cái tính năng mà sản phẩm nó mang lại để cho doanh nghiệp hoạt động. Nếu mà giờ thằng ERP thì ông nào cũng hỗ trợ là multiple company thôi, thì làm BC cũng vậy. Thì ví dụ bây giờ mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ví dụ mình có 7 company, thì mình nhìn theo cái trục này, legal này, tức là theo mỗi company là một cái legal, thì mình mới thấy là nếu như bây giờ là một ông chủ mà ông owner cả 7 cái company này, ông muốn nhìn, ông muốn quản lý company này thì ông quản lý theo kiểu gì? Thì đây ông quản lý theo cái trục này. Đó. Như vậy mình nhìn á, mình nhìn vô mình thấy BC này nha, đáp ứng cho một doanh nghiệp cũng được, đáp ứng cho nhiều doanh nghiệp cũng được, mà nhìn theo cái kiểu organization, nhìn theo cái kiểu business đó, thì cũng nó cũng đáp ứng được theo kiểu multiple như vậy. Multiple division, multiple function. Những cái kiến trúc tổng quan này nhiều lúc anh em làm nhiều nhưng anh em không để ý, hoặc là biết nhưng mà mình không cũng mình không 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 nghĩ nó là quan trọng, nhưng thực ra nó rất quan trọng trong lúc mình design cái giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp. Cho nên lý do ở đây là mình muốn chia sẻ với anh em ở cái góc nhìn này. Chứ còn mình đi vào chi tiết từng cái thì nó cũng thường quá đối với các bạn biết hết rồi. Mình muốn chia sẻ những cái mà mình thấy là nên nên nói ra. Cái hình bên cạnh này ghi là Microsoft Dynamics nhưng mà PC nó cover hết nha các bạn. PC nó cover hết chỗ này luôn nha, chứ không phải là mình nói chung như dòng Dynamics đâu nha. Cái này là mình chuyên làm PC mà, cho nên là mình những cái hình mình vẽ cho PC đấy. Và nếu anh đi quá giờ khoan nhắc nhé. Và đây là cái core capacity, nhìn lướt thôi, không cần nhìn nhiều, hiểu là nó core nó chia ra là mấy cái mảng finance, sales and service. Service của nó đây được là order management đấy, chứ không phải là service theo kiểu giống như là một cái app service Dynamics 365 bên ngoài đâu. Rồi project là cái job đấy, project management nó là job đấy, nhưng mà quản lý được ha các bạn. Nói các bạn hình dung là project là cái gì nhỉ? Không biết ai 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 nghĩ là project management là cái gì, nhưng mà ở trong PC á, nó là tên của nó chỉ đơn giản làm chữ là job thôi,
mà nó sinh ra để phục vụ cho cái chuyện là ghi nhận các cái công việc, ghi nhận theo theo cái view của kế toán đó, theo từng cái hợp đồng mà. Cái lõi của nó chỉ có vậy thôi. Bởi thằng PC này á, ngày xưa là lab, mà lab á, sinh ra là để cho kế toán nha các bạn. Ngày đầu tiên là viết trên đốt, lab là chạy trên đốt nhá. Navision đầu tiên chạy trên đốt ở Đan Mạch á, là viết cho kế toán. Đấy là cái chỗ bộ rách này cũng vậy. Nhưng mà cho tới ngày nay á, cái này ở châu Âu làm nhiều lắm, Việt Nam mình chả thấy ai làm hết. Nhưng mà cái này á, là có thể dành cho các doanh nghiệp xây dựng. Hôm nào Ấn Độ có invite mình tham gia join vô một cái, họ show cái solution của họ về xây dựng. Các công ty xây dựng bất động sản dùng cái job cho lại cũng được. Nhưng mà nếu dùng cho Việt Nam mình phải customize chút đỉnh. Đó, nó cũng hay lắm. Cái supply chain này thì nó rõ ràng quá rồi. Chỉ nhấn mạnh này, nói supply chain tức là từ lúc mình mua nguyên vật liệu cho tới lúc mình sản xuất ra và mình bán cho khách hàng, là xuyên suốt cái supply chain. Và BC cover đầy đủ cái chuyện này. Ở mức độ nó hay như thế nào á, thì nó gồm có hai vấn đề. Một là bản thân Microsoft có chịu làm kỹ không, làm advanced hay không. Rồi cái thứ hai là cái vendor, cái người triển khai là có hiểu không. Nhưng còn nó cũng ngon lắm. Cái supply chain này cũng là điểm mạnh ngon. Còn operation management á, thì nó thật ra nó supply với operation nó trộn lại với nhau các bạn, chứ ghi như thế này là cũng cái hình này hình cũ đấy. Nếu mà Microsoft bây giờ nó mà vẽ lại hình này, nó không ghi thành hai mục như thế này đâu các bạn. Microsoft liên liên tục thay đổi cái mindset nhé, cho dù cái luật vẫn vậy. Ở chỗ này là report analysis. Cái thằng BC á, những cái giải pháp khác á, mình ít xài, mình biết nhưng mà mình không hiểu nhiều, mình không dám đánh giá. Nhưng là thằng BC á, mà nếu nói về reporting và analysis là nó cũng khá mạnh, nó khá mạnh. Mạnh ở chỗ nào? Mạnh ở chỗ là tới ngày hôm nay á, là khách hàng có thể tự xây một cái report cho bản thân, cho riêng cho mình, làm chạy một cuộc á các bạn, chạy một cuộc á, xuất Microsoft buộc luôn. Một customer có thể vào tự rain lại, tức là từ từ bố cục lại toàn bộ cái đó. Tất nhiên là trên cái record set sẽ có sẵn của Microsoft rồi, chứ customer không 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 không, không, không thay đổi cái record set đó. Tức là data nó gói gọn có vậy, nhưng mà cũng 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 đã là quá hay rồi. Nói customer xài được ấy, thì mình thấy một cái lợi thế là khi mà người ta phúc ở customer, tức là người ta cũng free, tức là người ta cũng cũng làm cho TC đỡ bận rộn hơn, phần technical đỡ bận rộn hơn. Tức là customer mà làm được thì functional constant làm được, mà functional constant làm được thì việc cho TC ít đi, tức là để cho TC focus vào nhiều cái vấn đề khác quan trọng hơn, chứ không phải nạp vặt mới cho nạp vặt nữa. Đó, thì đó cũng hay. Thứ hai này, customer làm được mà functional làm được thì nó flexible hơn. Thì cái gì mà cứ đụng tới code là mình bắt đầu chậm lại, tiến trình chậm lại, là mình không có demand được, không đáp ứng được yêu cầu người ta. Thì đấy là cái core capacity. Mình nhìn như vậy thôi. Bên đấy là mình nhìn là nó chia, nhìn về mặt Microsoft chia theo khối doanh nghiệp thì nó chia ra một doanh nghiệp gồm có cốt lõi là finance, rồi các cái mảng khác nó đặt gọi là supply chain, chặt ra là hai khúc như vậy. Rồi BC mình cũng có đầy đủ một cái như vậy, nhưng trong BC thì họ lại chặt ra làm hai gói, và cái chặt ra làm hai gói này không không dính dáng gì đến cái chuyện là finance and operation, mà nó dính dáng tới cái chuyện là để bán hàng cho dễ thôi. Cho nên là nó phân ra thành hai gói, một hai cái loại license, nó là essential và premium. Premium coi là full feature, còn essential thì full feature trừ service order và manufacturing. Nó làm vậy cho mình là rất dễ rồi. Nhưng ngày xưa làm mà muốn mỗi lần mà khách hàng bảo chứ mình tính toán estimate, cái thứ nhất là mình cũng rối cái chỗ này, nó lộn qua lộn lại cái function nó cái thuộc này sơn nào này các bạn. Nhưng bây giờ nó chia ra vậy dễ lắm rồi, nên mình chỉ có cái là không có service, không 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 có service management, mà cũng không có sản xuất, thì mua gói essential
Có cái gì mà liên quan đến manufacturing cái là hoặc là service order là phải mua gói premium đó. Thì chỗ này mình cũng chia sẻ để anh em nhìn thấy cũng dễ, gặp khách hàng ngồi cứ uống bạn cà phê nói chuyện là mình đã biết là mua gói essential hay premium rồi nha. Thì trước đây là dễ lộn lắm, mình không bao giờ dám khẳng định chắc chắn luôn ngay lúc đó đâu. Về với RRR coi trong yêu cầu họ nhiều lúc nó xuyên ở bên này qua bên kia cái đó bây giờ hết rồi. Thì nếu nói tiền thì mình không có, mình ở đây mình không trình bày tiền nên nhìn để các bạn thấy là nếu essential là 70 đô còn nếu premium là 100 đô đó. Không biết là Việt Nam bán giảm nữa, Việt Nam chắc giảm nữa. Có cái này cần chia sẻ là cái team member, mà nếu ai mà làm Dynamics 365 rồi thì hiểu team member là một cái license là dạng rẻ tiền, tức là khả năng của cái user này cũng là thấp. Thì ở các phần mềm khác mình không biết, mà trong PC á, là team member á, là mình mua cho mấy ông sếp, mấy ông quản lý manager á, hoặc là mấy bạn làm sale chỉ làm sale order thôi, hoặc là đặt hàng purchase order thôi thì mua cái team member. Và mấy người sếp là mua mua team mua cái license team member là phù hợp vậy thôi, mua mấy kia mắc tiền mấy người không xài tới cái đó. Đó thì cái team member trong PC là vậy các bạn. Team member đơn giản chỉ có là dành cho mấy người quản lý xem thôi, team member xem được hết rồi các bạn, xem được hết. Nhưng mà ghi nhận cái gì trên hệ thống thì không phải cái gì ghi nhận được. Thì ở đây mình điểm qua một số cái, ví dụ như là bạn đặt PO, bạn làm SO, SI cái thứ nhất, rồi bạn nên bạn approve những cái đơn hàng đó thì bạn làm dùng cái team member là phù hợp, nó rẻ. Cái slide này mình focus vào chữ hai cái gói license, nó essential và premium. Premium là có service order management và manufacturing. Mình chỗ này chia sẻ thêm cái này experience, cái này kinh nghiệm thôi. Nếu bây giờ công ty em nói có sản xuất cho oai nhưng em cũng chả có gì là phức tạp, ví dụ như là có công ty em mua mấy thứ rồi em trộn với nhau làm ra sản phẩm, ví dụ như bơm mực chẳng hạn, mấy sản phẩm làm ra mực, bơm mực máy tính, thì cái đấy dùng manufacturing thì phí quá, phí quá, bởi vì phải mua, lại mua cái premium đấy mà khách hàng đâu hiểu, nói mình cũng sản xuất nhưng mà mình khảo sát thì mình thấy cái khả năng của họ sản xuất của họ là ở chỉ dạng mấy cái đơn giản thì mình dùng trong 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 PC nó có cái gọi là assembly các bạn, giống như kit đấy trộn lại, thì cái đấy nó gồm có material, chi phí vật liệu bao bì, nhân công vậy thôi, material và nhân công. Thì nếu mà sản phẩm nó phức tạp tới đó thôi thì dùng assembly vậy thì mua gói essential vẫn được đúng không? Vậy cho nên là có nhiều cái mà ghi vậy nhưng mà không ai nhìn thấy thì không biết là mức độ nó tới đâu, thành ra là phải có diễn đàn anh em mình chia sẻ với nhau, chỗ này chia sẻ thêm các bạn là tại sao mình cần hiểu hai cái gói này và dùng nó như thế nào. Thì general là như vậy, thế nói vậy thì cũng cứ thấy toàn tên luôn là financial management sơn nói trên vậy, nó là cái gì thì trong buổi ngày hôm nay mình cũng không, anh em mình không khảo sát được hết. Thì cái mục tiêu của mình là mình sẽ khảo sát ba vấn đề, một là finance purchasing và sale, tức là một cái cho một cái mô hình company mà nó thuộc loại trading, tức là mua bán hàng thôi. Nhưng mà vấn đề nó không, cũng không phải ở chỗ đó, mình ngữ nghĩa cái mục tiêu chính ở chỗ này á, là mình muốn chia sẻ với các bạn á, là cấu trúc của từng module để khi á, mình gặp cái yêu cầu khách hàng á, thì mình hình dung nó là cái khúc nào và dùng cái gì ở trong module đó. Thì cái này á là mang hoàn toàn mang tính chủ quan nhưng mà của mình thôi trong quá trình triển khai. Nhưng mà xây dựng trên nền tảng của document của Microsoft nha các bạn. Đấy, thì các bạn thấy chỗ nào thiếu không chính xác các bạn cho ý kiến. Thì một cái module á thì các bạn nhìn thấy á phần trên trước là đây là những cái chức năng chính, đây là những cái chức năng chính của module, ví dụ finance thì là finance. Cái chức năng thứ hai á là bên cạnh nó làm gì làm thì ông phải có một cái hệ thống phân tích dữ liệu, cái hệ thống đó cái này nó input rồi nó phải output ra được cái gì, thì đây là cái sử dụng cái output. Và cái này khách hàng thường focus này không,
nhiều lúc khách hàng focus này nhiều hơn cả cái này các bạn, bởi vì họ chỉ chăm chăm cái đầu ra của họ thôi. Đó. Và cái thứ ba nữa là cái phần mang tính kết nối bên ngoài, thì cái consolidation này hơi đặc thù tí của finance ha các bạn, nên mình bỏ khúc này đi mình nói sau. Thì cái chỗ cái nào nó cũng phải có phần integration, cái nào có phần integration, đó là lý do tại sao á, ngay vào cái slide đầu tiên á, mình đã trình bày với các bạn về cái vấn đề giải pháp là dynamic 365 application. Bởi vì ông này ông integration với ai, ít ra Microsoft các ông trong bộ của các ông phải làm việc kết nối được với nhau chứ, rồi với phần mềm bên ngoài như thế nào tính sau đúng không ạ? Thế mình phải hiểu chỗ đó, mình phải giúp các mình phải hình dung được integration toàn bộ cái bộ bên này đó. Thông qua cái gì? Thông qua nhiều thứ. Nhưng mà ở bên dưới này liệt kê không có nghĩa là những cái này là integration hết rồi. Đó. Thì ở dưới đây là những cái công cụ hoặc là những cái nền tảng mà mình sẽ focus nhiều vào integration. Mình đang nói tổng quan như vậy. Thì cái chỗ này gọi là Power App đây và Office và một số cái API. Thì khỏi mất thời gian các bạn, mình nói nhẹ thôi. Cái chỗ này mình không có focus và anh em mình đây cũng không biết ai làm gì, thành ra là mình cũng nói nhanh thôi để hình dung được cái cấu trúc của module là chính nha. Còn có hệ thống debug, hệ thống các chức năng và cái khả năng mà integrate giữa các module với nhau thì không nói rồi, nhưng mà giữa cái BC với lại những người khác. Thì trong cái finance này á, thì đây là nhìn theo cái toán á, thì là cái này cái general ledger là cái bộ dữ liệu chính ha các bạn. Rồi đến phần quản lý tiền, quản lý phải thu, quản lý phải trả, quản lý tài sản cố định. Cái inventory costing mà nằm trong cái finance management á, là các bạn vừa nãy nhìn cái slide thứ hai á, đó là basic inventory gồm có quantity và cost thôi, cái amount thôi. Nó phần là cost accounting và cash flow. Thì đây là những cái module chính của nó ha. Trong cái hệ thống report á thì có hai cái tool, nó có cái tool rất là mạnh, đó là cái account schedule. Không biết là các ở bên AX gọi là cái gì mình quên rồi, nhưng mà nó tương tự y chang như thế này luôn. À, nó cũng gọi account schedule luôn. Đó. Thì là cái này á là để cho là người dùng á là có thể thiết lập những cái báo cáo tài chính dựa trên cái trả gốc cao, dữ liệu theo cái trả gốc cao của kế toán ra những cái báo cáo theo ý mình. Đó. Cái này là cái rất mạnh nha các bạn. Cái này là cái rất là mạnh. Và có cái analytic by dimension. Cái dimension là anh em mình dùng Microsoft thì anh em mình quen rồi, mình cũng cần phải nói lại khái niệm dimension nữa. Nhưng mà nếu mà mình analytic by dimension, tất cả các transaction khi mình bút vô đều có dimension thì mình sẽ phân tích được nó theo các chiều. Ý của nó là như vậy. Và hai cái này là cái mà cũng được ca ngợi nhiều lắm trên PC nhé các bạn. Cái finance statement thì nó hiển nhiên rồi. Đây bên đấy mình nói có Omni, có Mertible, có Omni thì nó phải có consolidation. Mà consolidation này đang nhìn ở góc độ là theo function, tức là theo góc độ kế toán thôi. Đấy các bạn. Đấy consolidation. Mà nếu mà kế toán mà bà con mà nói chuyện thì làm báo cáo hợp nhất đấy. Là chắc chắn phải dùng tới cái này. Còn cái integration này á, thì trong PC á, ở đây không biết có mấy người còn là có code trên NAP, có code trên PC, nhưng mà không biết hôm nay có ai join không mình không biết. Nhưng mà cho tới bây giờ PC là làm theo các cái gói là extension hết ha các bạn, extension là mình chỉ nhắc lại thôi. Extension là một cái package mình nhúng vào trong PC mà không phạm một tí nào đến Microsoft. Mà các bạn, Microsoft có sao mình để nó vậy, mình chỉ nhúng nó vô thôi. Chứ là mình để nó lên trên cái layer của Microsoft rồi, tôi thấy mình chạy. Cho nên là cái này nó tuyệt vời hơn thằng NAP nhiều. Tức là mình làm xong extension này rồi á thì mình chạy suốt. À, Microsoft có update version bao nhiêu thì vẫn cứ thế mà chạy. Trừ một số trường hợp đặc biệt. À, nếu cái trường hợp này có xảy ra thì mình cũng tốn không có nhiều effort, ít lắm. Nó giống như là plug in ở đấy, add on này đấy. Mà lại là customize của anh em mình.
Thì cái chỗ này hay lắm, chỗ này rất là hay. Cái CDM và CDS thì các bạn biết rồi ha. Chút nữa mình sẽ có cái một cái màn hình về cái này mình nói thêm sau. Còn dưới đây thì là Power BI các bạn biết rồi ha, là để get data từ cái data integration vô cái data model của nó, rồi Power BI nó vào nó móc ra. Móc ra cái gì mình biết, mình gọi đơn giản là nó sâu cái report thôi. Nhưng mà hay lắm. Cái này hay lắm. Rồi cái Office mình biết rồi. Cái Power App mình biết rồi, cái Power App là cái mà cái này dùng chung rồi, à, cái nền tảng của Microsoft hỗ trợ cho anh em mình viết những cái app, à, những viết những cái app mà không cần nhiều kiến thức về lập trình. À, ông nào mà nắm được business data flow, ông nào viết Power App được, không cần biết nhiều về code. Cái data API ấy thì cái này á là mình biết thôi chứ mình không dùng, cái này mấy người code dùng, cái này có lâu rồi và bây giờ mới thì rất là mạnh, nhưng mà tất nhiên là mới có một số hàm dùng được thôi, nhưng mà tất cả các hàm dùng được. Thì nếu mà trước ai mà xài rành cái Microsoft 365 nhá, Microsoft 365 và Office 365 thì các bạn mới phân biệt là mình có cái Office Graph và Microsoft Graph, thì cái này nó cũng như vậy. Thì đấy là cái finance, cái purchasing nhìn lướt qua một cái thấy giống hệt rồi, đúng không các bạn? Nhìn lướt qua một cái thấy giống hệt rồi. Nên bây giờ mình không quan tâm đến cấu trúc nữa. Đó, mình lại quan tâm đến cái mảng con như thế này là gì. Thì trong thằng purchasing á, là cái planning á, là nó basing trên cái khái niệm purchasing ha các bạn. Tất nhiên là nó vẫn là sale, production, nó xuyên suốt với nhau. Đó. Nhưng mà cái planning là cái khái niệm quan trọng nhất và mạnh nhất trong supply chain. Nếu nói supply chain thì phải giỏi về planning. Khi giỏi planning rồi thì hiểu tất cả các nghiệp vụ bên dưới. Đó là cái cách mình nhìn và cái này nó đi sản xuất mô đun như vậy. Và đây là những cái đặc thù nó rảnh các bạn nó coi xong để mình đi lướt qua ha. Còn nếu các bạn nào muốn hỏi thêm gì thì chút nữa mình quay lại. Trong phần sales and marketing. Sale là mọi người biết rồi, BC là có sale. Nhưng marketing nhiều lúc mình không để ý. Thì mình cho là nó không có, hoặc mình nghĩ là nó có nhưng mà chắc cũng tào lao thôi, chắc không có gì đâu. Nhưng thực ra nghiên cứu nó cũng hay lắm các bạn. Nếu mà không có tiền mua cái product marketing, mua cái product sale từ cái Dynamics 365, mua hai cái app đấy thì dùng hai cái chức năng này trong BC cũng đã đáp ứng ngon lắm rồi. Ngon lắm rồi. Nếu các bạn, cái marketing này nó là cả cái sales circle đấy. Nó là cả cái sales circle chỗ này đấy. Nó đi từ cái lúc hoạch định một cái game cho tới lúc mình có được off ha các bạn. Xong rồi đến lúc là gì? Mình win được nó hay là mình lost cái off đó, nó cả cái sales circle. Và nó automation khá nhiều thứ. Đó. Nó tới step nào nó tự động nó post cái gì đó. Thì đấy là cái mạnh của thằng BC. Nếu mà ít tiền muốn đơn giản thì dùng sale marketing được, chứ không cứ nhất thiết phải mua marketing mua sale. Nếu mà mình công ty chuyên nghiệp thì mình phải mua hai cái app ở bên ta 365 kia thì nó mới chuyên nghiệp được. Như là ông này ông chỉ ngon thôi chứ ông không chuyên nghiệp, nó không pro tức là hoành tráng, làm được nhiều thứ hay á, chứ không này. Thì bây giờ tại vì mình thấy là có rất nhiều bạn ở bên kỹ thuật, cho nên là mình về data integration mình cũng chia sẻ một số cái hiểu biết của mình về data integration. Và cái này là cũng là một cái mà cho dù anh là technical hay anh là functional hay anh là ai nữa thì anh cũng phải biết. Bởi vì nói đến data integration tức là sự trao đổi thông tin qua lại giữa các application với nhau. Mà bây giờ người ta bỏ lên cloud rồi mọi cái nó cùng chạy mà nó lại không nói chuyện được với nhau, thì cũng giống như là giờ đây mình chơi một mình mà không chơi với ai hết thì kết cục cũng hồi chả ai chơi với mình chẳng làm ăn được gì cả các bạn. Đó, thành ra cái chuyện data integration là chuyện bắt buộc phải biết. Còn biết tới đâu thì tùy theo cái position của bạn trong cái job đó, thì bạn biết tới đâu cho nó vừa đủ thôi, biết nhiều không làm gì hết.
Nhưng mà mục tiêu của nó là nói data integration á, ngày nay á là phải có hai khái niệm, đó là CDS và CDM, là cái này là các bạn rành hơn mình. Nhưng mà mình biết cái gì mình nói cái đó. Data Common Data Service nó là cái chỗ data để mình truy xuất vô đấy, còn cái Common Data Model là cái logical, là mình phải có hai, mình có hai cái đó. Thì Data Common Service là đa số là với mấy bạn technical cần hiểu, còn cái Data Common Model là functional cần hiểu nhiều hơn. Đó. Mình nắm được hai cái đó thì mình kết hợp với nhau thì mình sẽ khai thác tốt cái chuyện data integration. Hay nói cách nôm na lại là theo ideally mà theo Microsoft nói, và mình cũng cảm nhận điều đó là đúng không sai các bạn, là ông có chạy cái app nào trong cái bộ Dynamics 365 của tôi á, thì công công đừng có lo lắng về cái vụ data trao đổi qua lại giữa các app với nhau. Cái chuyện đó tôi đã giải quyết bằng data integration rồi. Có hai cái khái niệm CDS và CDM. Thế ra mình cũng không rành cái này lắm các bạn, mình hiểu thôi, hiểu để dùng thôi. Tuấn ơi, sorry anh, mình còn khoảng 5 phút nữa anh. Rồi, ok. Rồi, thì qua cái data integration á, thì nhìn theo cái model các bạn thấy ha, giải thích như vậy. Lấy một cái Power BI để mình thấy được cái chuyện là cái data nó chạy làm sao. Thì các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu từ Microsoft. Nhưng mà cái data integration này là bắt buộc phải biết ít nào về mặt khái niệm. Đây là nhìn theo tổng quan và nhìn theo cụ thể theo essential thì data integration nó chạy cụ thể về cái essential. À, cái bộ sản phẩm kia ha, cái đó thì mình vẫn là cái common data thôi, cái mấu chốt của nó là như thế. À, nhưng mà hiện nay á, BigCentral gồm có hai loại, một loại á, là chạy trên on cloud và một loại á, là chạy trên on-prem. On-prem tức là mình mua về mình cài trên server của mình, không phải là trên cloud. Không phải trên cloud thì không tận dụng được cái service của những cái hay, những cái tiên tiến của cloud. Integration cũng vậy, không làm được. Thì Microsoft nó sinh ra một cái khái niệm á, là nó sẽ dùng cái Intelligent Edge để giải quyết cái chuyện là biến cái PC on-prem có cái năng lực integration hoặc là nói chuyện với các app khác giống như là PC on cloud, online đấy, PC cloud ấy. Thì nó là cho PC, tức là cho tất cả những thằng mà on-prem ha các bạn, thì nó gọi là Edge device. Thì cái chị Intelligent Edge này nó giải quyết khái niệm đó. Cho nên là bên ấy trình bày như vậy là cái data encryption là cho PC on cloud, tức là on Azure đấy. Nhưng mà nếu mà on prem thì sao? Thì on prem đặt một khái niệm này, tức là vô tư đi, không sợ, nó vẫn giải quyết được. Khái niệm cuối cùng mà chắc bây giờ còn 2 phút đó, thì là how to meet customer demand. Thì cái này á, nói vậy thôi nhưng mà thật ra là cái của mình họ happy, nhưng họ happy một cách thực thụ, tức là đạt được cái target của họ mà họ mong muốn cả hiện tại và đúng là kể cả vào trong tương lai. Nhiều lúc họ nhìn thấy đó thì mình sẽ test cho bốn cái vấn đề chính đó. Cái thứ nhất đó là anh muốn thỏa mãn người ta thì anh phải biết người ta muốn cái gì. À, cho nên là cái requirement, cái cách quản lý cái yêu cầu của khách hàng rất quan trọng. Bởi vì anh muốn người ta muốn cái gì thì không phải là anh chỉ muốn anh làm theo mà anh còn phải quản lý được cái muốn của người ta nữa. Đó là cái điểm tiên quyết đầu tiên để mình có thể thỏa mãn được khách hàng, là mình phải bắt đầu bằng cái này. Cái thứ hai á, khi mình biết họ muốn rồi, tức là tại sao phải mình phải quản lý họ, tức là không phải họ nói ABC mà cuối cùng mình phải chốt lại họ là ABCDEF, thì cuối cùng là chỉ có ABC là hợp lý thôi và cần dùng cái đó thôi, còn những kia là bỏ đấy, đấy là mình mới gọi là manage. À, cuối cùng mình phải hiểu là cái giải pháp của mình từ nãy giờ trình bày á, là cái capacity và cái feature á, là để cuối cùng mình phải hiểu nó để mình mapping với cái requirement này. Cái nào có mình gọi là fit thì cứ thế mình dùng, cái nào có mình gọi là gap thì lúc ấy mình làm đó. Mình muốn làm vậy á, thì cái đầu tiên á, là đừng có nghĩ xa vời gì mà phải dùng được những cái tool có sẵn ở trên PC chuẩn nhất, nhanh nhất, gọn nhất đúng không các bạn. Thứ ba là cái phương pháp triển khai. Cái phương pháp triển khai này nó quyết định cái chuyện mà đáp ứng cái yêu cầu khách hàng đấy. Lúc nào
anh em bạn nào có cái gì chia sẻ thêm ha, thì mình thì thời gian không còn và cũng không chỗ này là chia sẻ để đưa ra ý tưởng thôi, tức là mình làm sao á, cuối cùng á là mình phải đáp ứng được yêu cầu khách hàng, chứ là họ cảm thấy hài lòng mình ấy. Thì mình cho rằng cái đầu tiên cái requirement là quan trọng, cái requirement là quan trọng, cái thứ hai là cái phương pháp triển khai này cũng khá là quan trọng, đúng rồi không, triển khai lung tung à, hoặc theo phương pháp quá cổ điển không đáp ứng được, ví dụ mô hình thác nước waterfall mà giờ mà mang cái đấy ra mà triển khai cho khách hàng không ổn, suốt ngày cãi nhau ông cứ thay đổi vậy thì quay lại từ đầu cãi nhau suốt, cãi nhau thì vui nha các bạn, tránh luận hoài không kết thúc được vấn đề. Thì đấy là cái vấn đề. Cái thứ ba là các bạn có một cái feedback ha, là dựa trên cái link như là trên đây thì có gì 1, 2, 3, 4 câu hỏi thì các bạn vui lòng là tranh thủ bớt thời gian để feedback cái đó. Còn gì, nếu mà tôi trình bày tới đây cũng đã xong rồi đó, các bạn có vấn đề gì thì em mình trao đổi thêm không, thì bây giờ nhường lại cho Khoa ha. Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Anh Phong có một câu hỏi cho anh Tuấn là PC giống như một ERP luôn, hiểu vậy có gì sai không anh? Dạ đúng. Tức là ERP. Dạ. Không gì sai anh, không gì sai. ERP chẳng qua là một cái khái niệm có rất từ lâu rồi. Nó bao nó include tất cả các hoạt động của doanh nghiệp mà một cái giải pháp của anh phải đáp ứng được, đó là ERP. Cho dù cái tên nó nghe thấy nghe hơi cười nhưng mà thật ra nó vậy. Cái chữ Dạ ERP dạ, có gì nói thêm. dạ thì cảm ơn anh Tuấn và mọi người đã tham gia. Thì cái tiếp sau đây thì em sẽ cập nhật một số thông tin đến mọi người thôi. Mọi người hãy nán lại để cập nhật thêm một số thông tin cũng được. Cảm ơn anh Tuấn và mọi người đã dành thời gian cuối tuần để tham dự event hôm nay. Rất là trân trọng. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Ok, thank you các bạn. Anh Tuấn ơi, em sẽ share màn hình của em bên em nha. Thì trong tháng 9 tháng 10 vừa rồi á, mình sẽ có một số cái update liên quan đến Viết 365 và Power Platform. Thì cái bậc nhất á, cái biggest update á, là cái release wave 2. Thì lần trước mình đã cover mình cộng đồng cái event lần trước mình đã cover cái những cái release mới, nhưng mà còn nhiều cái không có đủ thời gian để mình cover hết được, thì mọi người tranh thủ xem thêm những cái đó để mình cập nhật kịp thời ha. Rồi, ngoài ra thì về phần Power Platform thì mình sẽ có một số cái thông tin mới, giống như là liên quan đến những cái Power App trong cái bộ Power Platform ở đây á. Thì về liên quan đến Power App thì chúng ta có những cái trải nghiệm mà khi mà import solution vào nó mới hơn, mình có thể cập nhật environment variable, mình có thể cập nhật connection information ngay trong cái cửa sổ import solution. Rồi mình có những cái GitHub action trên cho Power Platform, mình có thể chạy CDCI ngay trong GitHub. Rồi mình có những cái full UI control mới cho Power Platform sử dụng trên Canvas app, và mình có custom API để mình viết những cái custom API sử dụng ngay trong CDS, ngay trong Direct 365, mà trước đây mình phải xài những cái cách khác để mình ví dụ như mình xài custom workflow action để mình làm custom API, thì bây giờ đã có một cái custom API riêng để phục vụ việc đó. Và tiếp theo là mình có những cái Microsoft Team Integration. Trong cái bộ này thì tất cả những cái tool ở đây đều đã có Microsoft Team Integration rồi, thì mọi thứ trong Power Platform đều có thể làm ở trong Microsoft Team. Liên quan tới Microsoft Flow, liên quan tới Power Automate thì chúng ta đến bây giờ đã có 400 connector đến tất cả các service khác nhau. Rất là mạnh mẽ, rất là nhiều thứ giúp mình automate các thứ. Rồi
Thứ hai là chúng ta có những cái action liên quan tới analytics trong Power Automate. Mình có thể phân tích cái action của mình nó chạy nhanh chậm, nó chạy bao nhiêu, nó tốn bao nhiêu cái request. Thì cái action này giống như là mình hiểu, có thể hiểu là một cái step trong cái workflow của mình. Vậy thì nó, trong Power Automate nó có cái giới hạn về API. Cái giới hạn về API nó giới hạn, nó khác với cái giới hạn về flow chạy như thế nào. Thì trước đây nó đang mập mờ tại vì mình không có cái để mình phân tích. Thì bây giờ mình đã có cái action analytics để mình phân tích được là một cái step của mình nó tốn bao nhiêu cái API, nó tốn bao nhiêu cái request, nó chạy nhanh hay chậm, thông số như thế nào. Thì mình đã có cái công cụ để mình phân tích qua cái action analytics này. Rồi mình có cái AI builder mới để mình để xử lý, mình scan, mình scan hóa đơn, mình scan những cái form. Rồi mình có cái Power Automate Desktop Preview là để giúp mình tự động hóa những cái quy trình trên desktop. Thì đã tích hợp trực tiếp với Power Automate rồi. Và nó mạnh mẽ hơn trước đây, trước cái thời Win Automation, tại vì bây giờ đã có thêm cái bộ action của Power Automate nữa. Rồi ngoài ra thì đã có Microsoft Team Integration rồi, mọi thứ tự động hóa có thể làm trong team được. Liên quan đến Power BI thì mình có Data Source Management cho Admin Center. Thì trước đây cái chỗ quản lý những cái gateway á, Data Source Management giống như là cụ thể là về về gateway, Data Gateway Connection. Trước đây là mình không có chỗ để mình phải quản lý một chỗ riêng, thành ra một cái center riêng để mình quản lý nó. Bây giờ nó đã nằm trong Power Platform Admin Center luôn rồi. Thì tất cả những cái data source, những cái data gateway mình quản lý ở một chỗ hết, rất là tiện lợi. Rồi mình có những cái on-premise data gateway update, những tính năng mới, những feature mới liên quan đến security, có thể dùng OAuth authentication trên data gateway. Có một số cái connection tới Google Big Data, connection mới, một số các update khác. Rồi mình có cái tính năng là personalize, cá nhân hóa những cái visual trên Power BI, là cái người làm report người ta có khả năng là cho phép cái người sử dụng cuối, cho phép cái người đọc report, xem report, có khả năng thay thế chuyển sang một cái dạng report khác, chuyển từ cái bar chart sang pie chart, chuyển màu này màu kia, chuyển cái những cái legend, chuyển những cái value, nhưng mà cái dataset bên dưới nó vẫn giữ nguyên. Thì người làm report có khả năng bật tắt cái chuyện đó để người dùng cuối người ta thay đổi được tùy theo ý muốn người ta, và cái người dùng cuối sau khi thay đổi xong có thể share lại cái thay đổi đó đối cho những người khác nữa. Thì cái đó rất là hay. Rồi cái new look bắt đầu đâu nào ra cái new look trên Power BI Service và new look trên Power BI Desktop bắt đầu đâu nào ra rồi. Rồi cái tính năng mà Publish to Web á, mấy bạn làm report, mấy bạn business user hay hay dùng cái, hoặc là những bạn IT hay hay dùng cái Publish to Web để publish một cái report ra sẽ xài chung cho nhiều người á, để họ tốn license á. Thì cái chỗ Publish to Web này cũng được cải thiện nhiều để phục vụ mình tốt hơn trong cái chuyện Publish to Web. Rồi mình có một số cái một cái khái niệm mới là Certified và Promoted Report. Thì khi mà người dùng có cái khả năng thay đổi report, khi mà người dùng có khả năng tự làm report cho riêng mình dựa trên cái dataset của cái tổ chức, thì nó sẽ sinh ra rất nhiều report, rất nhiều app, rất nhiều dashboard mà do người dùng tự tạo. Vậy thì cái nào là cái thông tin chính xác, cái nào là cái report đúng, cái report nào nên xài, cái report nào mà chỉ cho người ta thôi, thì cái khả năng mà Certified and Promote Report thì giúp mình chuyện đó. Tức là những cái report nào mà được chứng thực, những cái report nào mà được promote thì có độ tin tưởng cao hơn những cái report khác, thì nó sẽ giúp người dùng người ta phân biệt được ở cái nào nên xem, cái nào là do đã được chứng nhận rồi. Rồi về về phần virtual agent thì không có nhiều update, thường thường update là về tính năng nhỏ nhỏ bên trong thôi, mà cái big update đó là cái integration với team, là mình có chatbot, mình chat tiếp với team, mình kết hợp với Power Automate để mình tự động hóa những cái quy trình mà mình tương tác với chatbot, chứ mình không cần phải manual click chỗ này chỗ kia nữa. Thì đó là những cái update mới.
Rồi, những cái event tiếp theo, những hoạt động tiếp theo trong cái trong cộng đồng đến 365 thì chúng ta hôm nay chúng ta có cái Global Biz App này. Hôm nay và ngày mai thì mọi người có thể join vào cái team meeting bằng cái link này TDCC Biz App. Thì rất nhiều session hay ở trong cái event này, mọi người có thể sau đây mọi người có thể join vô đây luôn cũng được, rất là hay. Rồi liên quan đến cộng đồng ASEAN thì chúng ta có ngày ngày 6 tháng 11 là có cái của bên Sri Lanka. Rồi ngày 10 thì chúng ta có cái Women in Tech event của ASEAN. Ngày 11 thì chúng ta có của Malaysia. Thì mọi người có thời gian thì mọi người sẽ sắp xếp cho được. Và những cái record của cái những event của chúng ta và của những cộng đồng trong ASEAN thì sẽ được share lên cái YouTube của cộng đồng ASEAN, sẽ lên YouTube cộng đồng ASEAN, và cái recording của cộng đồng mình thì cũng sẽ được share lên Facebook group. Trong tháng vừa rồi thì chúng ta có một cái hoạt động mới là cái gọi là cái Power Wisdom. Cái này sẽ giúp mọi người học những cái mới từng chút nhỏ, mà nhưng mà nó sẽ có ích cho mọi người. Thì mình cứ lên, mình cứ học những điều mới một chút từng chút thì nó sẽ giúp mình xây dựng được những cái kiến thức rộng lớn hơn. Thì mình team đang target là trong tuần sẽ có một hai cái tip như hình đấy. Thì hiện tại đang take care cái hoạt động này là đã có chị Thủy Nguyễn, bạn Ái, bạn Trung thì đang take care cái phần này. Thì rất cảm ơn mọi người đã hỗ trợ cho team, trợ cho cộng đồng. Thì hy vọng mọi người cảm thấy cái hoạt động này nó có ích, và mọi người cũng cho em feedback nha, hoặc là những cái gì đó, ý kiến gì đó để cải thiện những cái hoạt động của cộng đồng hơn. Thì không biết mọi người có câu hỏi gì không? Nếu mà không có câu hỏi gì, mọi người có câu hỏi gì thì cứ 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 bật mic lên nói chuyện với em nha, hoặc là chat cũng được. Thì mọi người nhớ cho em cái feedback để tìm cải thiện những cái khâu tổ chức, những cái chất lượng của cái event, và tiếp tục mình có những cái event tốt hơn sau này. Những cái chỗ nào tốt, quan trọng là những chỗ nào chưa tốt để có thể cải thiện được, giúp mọi người học hỏi được nhiều hơn, kết nối được nhiều hơn. Thì cái mục tiêu của event thực ra là để mình học hỏi, mình chia sẻ và mình kết nối với nhau để mình có một cộng đồng phát triển mạnh mẽ hơn. Giống như hôm nay thì có anh Tuấn, mọi người thấy là một bài chia sẻ rất hay. Nếu mà mình đi ra ngoài, mình xem những cái event của nước ngoài, người ta nói tiếng Anh thì sẽ không có những cái kinh nghiệm thực tế giống như của anh Tuấn ở Việt Nam, và trải nghiệm thực tế của anh Tuấn. Thì em nghĩ đó là một cái điều rất là hay khi mà mọi người có thể trò được với nhau lại và cùng nhau chia sẻ, học hỏi những điều mới từ những người có kinh nghiệm và lẫn nhau nữa. Mỗi người có những cái hay riêng, mình sẽ góp ý, mình sẽ chia sẻ với nhau, mình xây dựng những cái cộng đồng của mình nó tốt hơn, lớn mạnh hơn, và mọi người đều được lợi từ cái việc này. Thì hy vọng mọi người sẽ cho em feedback và sẽ cho trong những cái event tiếp theo ha. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người có câu hỏi gì không? Có ý kiến gì không? Mình cứ trao đổi thoải mái với nhau thôi, không có gì hết. Anh Phong, anh hỏi xíu cái về cái lúc nãy em có chia sẻ về cái phần Power Automate Desktop review, là cái đó là nó em nói thêm chút xíu nữa, nó là cái gì Khoa? Power Automate Desktop đúng không anh? Là giống như là nó tự động hóa trên Samsung. Nó tự động hóa trên desktop anh. Còn cái Power Automate mà trong cái bộ Power Platform trên service là mình tự động hóa trên mây, tự động hóa trên cloud. Là những ví dụ như những cái event gì nó xảy ra thì thực hiện những cái hành động gì thì mình cấu hình cái đó trên là auto Power Automate service trên kia. Là ví dụ như có một cái email tới thì gửi mail gì đó, hay là khi mà có một cái request tới thì mình gửi cái Google cho ai đó, cho trưởng phòng hay gì đó,
thì cái đó mình thực hiện trên Power Automate. Cái đó là Còn cái cái desktop nó sẽ giúp cái mình tự động flow hóa. Cũ đúng không? Đúng rồi, cái flow cũ anh Thái. Microsoft flow cũ đúng không? Đúng rồi, Microsoft flow cũ á. Thì đối với những cái tự động hóa trên desktop, giống như trên máy của mình á, trên desktop và trên một cái máy của mình có những trong trong doanh nghiệp mình có những cái phần mềm, có những cái website mà không có API. Vậy thì làm sao để mình tích hợp, làm sao để mình integrate với nó được? Ví dụ như một cái ví dụ như một cái phần mềm kế toán nhưng mà cài trên máy. Tức là cài trên máy local thôi, nó không có on cloud, nó không có API, nó không có cách gì để integration với nó hết. Vậy thì làm sao mình đang xài một cái hệ thống DMX 365, mình đang xài một cái hệ thống on cloud mà khi mà ở trên 365 mình thí dụ mình thêm một dòng dữ liệu. Ví dụ như mình người dùng người ta thêm một cái hóa đơn ở trên DMX 365 thì làm sao cái thông tin hóa đơn đó mình input vào ở trong cái phần mềm trên cái máy, trên cái phần mềm mà local, cái phần mềm kế toán trên local được. Vậy thì cái Power Automate Desktop đó, nó sẽ làm được chuyện đó. Mình sẽ cấu hình những cái trigger, mình sẽ cấu hình những cái event giống như là trên không vậy á. Dữ ta. Có gì đó xảy ra thì mình sẽ làm những step gì nó mở cái cái website lên và nó mở cái ứng dụng nó lên. Nó đi vào cái trang này, nó đi vào cái menu này, nó nhập cái này ở đây. Thông tin này đây đây, số liệu đó nhập cho đúng chỗ, mình sẽ cấu hình được những cái đó hết. Anh đang hiểu nó nếu mà em nói vậy là anh đang hiểu nó giống như là cái thằng RBA khoa. Đúng rồi, cái đó là RBA. Cái này Microsoft nó đang định hướng là một cái RBA. Robot Process. Nó đang định nghĩa cái Power Automate Desktop là cái RBA, nó là cái UI flow lúc trước anh. Lúc trước gọi là cái UI flow. Bây giờ là Power Automate Desktop. Nó giống như là hack game vậy á. Hack game thì có click chuột lập tiền vậy đó, tự động đánh gì đó, auto đánh gì đó. Còn này auto nhập cái thông tin cho mình. Ủa nhưng mà cái đó nó run out chưa? Anh có thấy đâu? Anh đâu có thấy. Nó đang review nè anh, tức là em đang để review, nó đang review. Đang review. Mình đã có thể review được rồi. Nhưng mà nó có một số cái mình cần set up nó cần license của Automate Desktop. Nó cần cái user có license và cần cái máy đó đăng nhập vào cái user đó luôn, tức là cái máy Windows đó đăng nhập bằng cái user đó mà cái user đó có license thì mới vô đây được. Hiện tại thì em chưa cái cấu hình được cái này cho nên là anh đang setup một cái máy ảo để làm cái này. Hy vọng mọi người sẽ có thể show được cho mọi người thấy cái này nó hay như thế nào. Đó là vậy anh. Cái Power Automate thì tương ứng ở trên Azure nó là cái logic app đúng không? Thì còn cái desktop này ở trên logic app đó, trên cái Azure nó có không ta? Cái Power Automate Desktop nó là cái Win Automation lúc trước anh. Thì bây giờ Microsoft nó mua lại thì cái này là tự động hóa cho desktop thôi, nó không phải trên mây. Mình cài cái app này trên desktop của mình thì nó sẽ nhận những cái event trên Power Automate, nó sẽ trigger những cái step ở trong cái desktop của mình. Ví dụ như mở website này, mở Google hay là mở website, mở cái web accounting hay là mở cái web quản lý gì đó ở trong doanh nghiệp mình, ở trong tổ chức của mình, nhưng mà không có gì cách gì để mình tích hợp với nó. Tự động hóa nó mở cái trang nó lên rồi nó nhập thông tin vô, đi đến cái menu này, nó đi đến trang này xong rồi nhập thông tin rồi submit các thứ, tự động hết. Mình không, người dùng người ta không cần phải làm những cái đó bằng tay nữa. Ủa cái này là nó mua lại của thằng WinFactor hả? Win Automate anh. Win Automate của cái gì Win Automate của Software Mobile á. Sắp thông bài. Đúng rồi. Cái đó là một cái giải pháp của thằng hãng nào đó năm trước. Cái đó là cái RPA đó. Thì đúng rồi. Đó, bằng sắp mua lại nó đổi tên thành Power Automate Desktop. Dữ. Dạ rồi.
Mọi người còn câu hỏi gì nữa không? Thank you Khoa. Dạ rồi, vậy cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã tham dự cái event hôm nay, dành thời gian cuối tuần ít ỏi để tham dự. Hy vọng hẹn gặp lại mọi người trong event của tháng tiếp theo ha. Tháng tiếp theo sẽ có hy vọng là sẽ có nhiều speaker có kinh nghiệm rất nhiều. Sắp tới hy vọng sẽ nhiều lắm. Đã thấy những phản hồi tích cực thì hy vọng mọi người có thể join trong tháng tiếp theo và những tháng sau nữa. Xin cảm ơn mọi người nha. Ok, Khoa. Chào mọi người. Dạ. Thank you everybody. Cảm ơn anh Tuấn.